Cái này sam núi các bạn, sam núi trái. Cái này bao trái nha. Một số cây nhiều khi đi mua chỗ lạ nhiều khi mình không biết được, chưa thấy trái mình biết, còn cái này giống ở nhà các bạn. Giống từ cây nhà rồi lên. Cái này của anh em rồi nè. Cây khai thác ngoài vườn vô làm nên. Mình bao trái, chắc chắn có trái nha. Không có trái thì mình thu lại gấp đôi. Xem núi trái nha bạn. Không được. Này tàn nó cũng được được à, xương xương à, chứ nó cũng không dày. Chưa dày à. Xác cái gốc thì được khoảng 14. Tiếp tục đi cho con. Tiếp tục đi bự. Cao nó được khoảng 38, tàn ngang nó được khoảng 43. Xem núi trái nha bạn. Cái này cây công nghiệp nha, mấy dòng này thì sau này nó lên nu, nó có nu. Núi trái sam núi thì nuôi lâu hơn lên sam nha bạn, nuôi nó cực hơn, nhưng mà mốt cái dàn dâm nó đẹp hơn cái lên sam đó. Nhâm mình nhìn nó già luôn. Cái này cái lá nó đẹp hơn cái lá lên sam. Lá sau này cái lá nó tròn, nó nhỏ xíu à, nhìn nó đẹp hơn. Nó bóng nè, sao nó tròn như vậy rồi nó bóng nè. Lá lên sam thì nó không vậy bằng, rồi nó không bóng bằng. Nhưng mà lên sam được cái ưu điểm hoa nó nổi bật hơn cái này. Mỗi cái thì nó có ưu nhược điểm nha bạn. Cái này thì nuôi lâu hơn, nuôi lâu nên mốt cái độ già cây nó nhìn nó dữ hơn lên sam. Sam núi thì nuôi hơi lâu tí xíu, cực tí xíu. Sam núi trái.